Xin chào mọi người, trong tập video này thì mình sẽ đưa mọi người trải nghiệm một trong những con đường ven biển đẹp nhất Việt Nam, đó là đường DT701, đoạn từ Mũi Dinh đến Cà Ná, một con đường ven biển tuyệt đẹp của tỉnh Ninh Thuận. Để giúp mọi người dễ hình dung hơn về lộ trình đi của mình, thì điểm đầu xuất phát tại đèo Khương Hải, gần Mũi Dinh, thuộc xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. Và mình sẽ đi hết đèo Khương Hải. Đến đường ven biển Cà Ná thì mình sẽ đi hết đường ven biển Cà Ná. Và điểm kết thúc của mình nằm tại ngã Ba Mới, thuộc xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. Xin mời mọi người đồng hành cùng mình nhé. Xin chào quý vị và các bạn. Mình vừa rời khỏi bãi đổ xe trên một con đường ven biển, được xem là một trong những con đường dọc biển đẹp nhất Việt Nam hiện tại. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu hành trình trải nghiệm con đường này nhé các bạn. Thì trước mắt các bạn đó là một con đường chạy dọc biển, và đập vào mắt chúng ta đó là hai bên cảnh đường dọc biển này rất là đẹp và rất là lãng mạn. Thì một bên tay trái của chúng ta đó là biển, và một bên tay phải của chúng ta đó là núi. Đây là núi nha các bạn, chúng ta chạy ôm khu núi nha các bạn. Và chúng ta thấy ở đây thì cái phần sườn núi này thì nhìn xung quanh thì chúng ta thấy rất là ít cây cối, chủ yếu thì là các cây cây bụi, những cái loại cây mà sống chỉ sống được ở cái vùng khô cằn, thích nghi với thời tiết khắc nghiệt. Và một điều đặc biệt ở đây thì như các bạn thấy thì dọc sườn núi thì có rất nhiều các tảng đá lớn nhỏ. Đấy, các bạn để ý kỹ, nó nằm rải rác và rất là sát con đường chúng ta đang đi. Và cũng có hệ thống cột điện nha các bạn. Đấy, các bạn thấy nhìn đá nó sát một bên rất là nguy hiểm, nhưng cũng không kém phần hùng vĩ và hấp dẫn. Ở phía xa thì chúng ta có thể chiêm ngưỡng một cái vùng biển rất là rộng lớn. Đấy, các bạn nhìn thấy biển rất là xanh, trong xanh và có màu ngọc bích. Đấy, các bạn thấy nhìn rất là tuyệt vời luôn. Và chúng ta thấy ở phía dưới ở phía dưới biển thì không có cái bãi cát nào nha các bạn. Các bạn để ý. Đấy, các bạn nhìn ở bên tay trái nè. Đấy, các bạn để đi đến khúc này thì chúng ta sẽ thấy rõ hơn. Đấy, các bạn để ý kỹ, bên tay trái thì không có một bãi tắm nào đâu, và chủ yếu đó là bãi đá. Và bãi đá này thì bị nước biển xâm lấn và bào mòn, tạo nên những cái rãnh đá rất là đẹp. Ở phía xa đó là cái dãy núi nè các bạn, cái ngọn đồi, và ở phía trên chủ yếu là đá thôi. Ở tỉnh Ninh Thuận thì có rất nhiều núi, nhưng mà núi này là núi đá. Nếu chúng ta đi dọc quốc lộ 1A hay là một số con đường ven biển ở tỉnh Ninh Thuận thì để ý thấy các ngọn núi chủ yếu là núi đá xen lẫn các cây bụi. Thì mình sẽ cho các bạn một chút thông tin về đèo Khương Hải, là một con đường nằm trên tuyến đường DT701,
Đối với nhiều người thì cái tên Khương Hải khá là lạ lắm. Thì mới đầu thì mình cũng chưa bao giờ nghe đến cái tên Khương Hải bao giờ. Nhưng mà mình đã có lên Google Maps để tra thì mới biết đây là con đèo có thật, là một con đường dọc biển phía nam của tỉnh Ninh Thuận. Ở phía bắc tỉnh Ninh Thuận thì có một con đường dọc biển khác, đó là đường 702, DT702, nổi tiếng hơn vì ở đó có các địa danh rất là nổi tiếng như đảo Bình Ba và Vĩnh Hy. Thì đèo Khương Hải được xây dựng vào năm 2015 nhằm nối liền hai nhà máy điện hạt nhân của tỉnh Ninh Thuận. Tuy nhiên thì dự án nhà máy điện hạt nhân của Ninh Thuận thì hiện tại thì vẫn không có được triển khai, cho nên con đường này hiện tại chỉ phục vụ cho du lịch. Chính vì không phải phục vụ tuyến giao thông chính nào khác, cho nên con đường đèo này dài 15 km từ Mũi Dinh tới biển Cà Ná vẫn còn rất là mới mẻ, vắng vẻ và đầy hoang sơ, rất là ít người biết tới. Và ở đó có một địa danh khá nổi tiếng của vùng bờ biển duyên hải miền Nam Trung Bộ, đó là Mũi Dinh. Đây là một cái mũi nhô ra khỏi phần đất liền. Và ở Mũi Dinh thì cũng có một cái ngọn hải đăng gọi là hải đăng Mũi Dinh. Thì cái ngọn hải đăng này nằm cách trung tâm thành phố Phan Rang Tháp Chàm khoảng 40 km về phía nam, thuộc làng Sơn Hải, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. Hải đăng Mũi Dinh là một công trình kiến trúc của Pháp đã in hàng năm tháng sau 100 năm xây dựng. Đây là ngọn hải đăng duy nhất của tỉnh Ninh Thuận có vị trí địa lý nằm hoàn toàn tách biệt với khu dân cư cũng như nơi đánh bắt, nuôi trồng và sản xuất. Được xây dựng bởi người Pháp vào năm 1904 với mục đích phục vụ những chuyến hải trình trong khu vực. Hải đăng Mũi Dinh không đơn thuần là một mắt đêm soi đường sáng lối cho các tàu thuyền, mà còn là một công trình kiến trúc trên cao đầy cuốn hút. Thì quay trở lại với con đèo Khương Hải, thì nếu chúng ta đi từ Vĩnh Hy, một địa danh rất nổi tiếng của Ninh Thuận nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung, thì xuôi về phía nam khoảng hơn 30 km là chúng ta đến Vịnh Phan Rang. Còn nếu đi từ Hòn Cò Cà Ná thì đi theo hướng bắc, xuất phát từ Cà Ná theo quốc lộ 1 đi khoảng 7 km nữa, bạn sẽ nhìn thấy biển làng cá Cà Ná phía bên tay phải. Và khu vực này có rất nhiều cánh đồng muối dọc hai bên đường. Quãng đường từ quốc lộ 1A đến chân đèo cũng rất tuyệt đẹp. Chúng ta có thể chiêm ngưỡng hai hàng phi lao xanh mướt, hai bên là cánh đồng muối thẳng cánh cò bay. Và đặc biệt là cái mùi mặn của biển, của muối ở khu vực Cà Ná. Thì lát nữa thì đến đường ven biển Cà Ná thì chúng ta sẽ trải nghiệm con đường đó nha các bạn. Thì hiện tại thì chúng ta đang đi trên con đường đèo Khương Hải. Hai điểm đầu và điểm cuối của đèo Khương Hải đều là những điểm tham quan không thể bỏ lỡ. Nếu chúng ta đi từ phía thành phố Phan Rang thì chúng ta sẽ đi về phía nam, và trên con đèo này chúng ta sẽ bắt gặp ghé qua Mũi Dinh, nơi có ngọn hải đăng cổ kính nằm tĩnh lặng giữa tiểu sa mạc khô cằn. Và ở cuối đèo lại là những cánh đồng muối trắng muốt trải rộng tận chân mây của khu vực biển Cà Ná.
và khu vực biển Cà Ná này rất là nổi tiếng về sản xuất nước mắm. Và nước mắm ở đây được xem là một trong những nước mắm ngon nhất Việt Nam hiện tại. Và cụ thể đó là nước mắm Quang Minh. Hiện tại mình đang đi trên con đèo Khương Hải. Và chúng ta để ý thấy thì con đèo này rất là vắng người. Nếu như chúng ta đi khoảng một nửa đèo Khương Hải thì chúng ta để ý rằng con đèo này có rất nhiều góc cua, và góc cua rất là khuất tầm nhìn, bởi vì có những cái tảng đá nó nhô ra, nó chắn cái tầm nhìn phía trước của chúng ta. Và con đèo này cũng khá là hiểm trở, tuy rất ít phương tiện lưu thông qua lại, cho nên các tài xế thường sẽ có một chút chủ quan và chỉ để ý đến việc ngắm cảnh, cho nên có thể gây mất tập trung. Mặc dù những khúc cua này khá là vắng vẻ và rất ít xe qua lại, tuy nhiên thì các bác tài chủ quan sẽ hay đi lấn làn rất là nguy hiểm. Chính vì thế thì khi gặp các khúc cua thì chúng ta cần giảm tốc độ và chú ý không bo cua gấp, và nên đi với tốc độ khoảng 20 đến 30 km/h. Gần mặt đường thì có rất nhiều cái viên đá lớn nhỏ nằm rải rác. Mặc dù ít khi chúng ta bắt gặp đá rơi xuống đường, tuy nhiên thì đá nó vẫn rơi vào cái rãnh thoát nước ở phía bên tay phải của chúng ta. Các bạn để ý thấy thì có một cái rãnh thoát nước, và ngoài ra thì đá nó còn rơi ven theo chân núi cũng khá là nguy hiểm. Nhiều đá to và lớn chởm sát ngay cạnh chúng ta, do hầu hết các sườn núi đá này không được bảo vệ gia cố bằng hàng rào hay bê tông, cho nên nguy cơ sạt lở cũng rất cao. Thì con đường đèo Khương Hải này cách xa khu dân cư, cho nên khi đi trên đường thì chúng ta sẽ không thấy nhà dân, bởi vì điều kiện sống rất là khắc nghiệt. Và trên đèo này không có trạm xăng hay là trạm dừng nghỉ, cho nên khi đi chúng ta cần chuẩn bị kỹ lưỡng để có trải nghiệm tốt hơn về con đèo này. Chúng ta sẽ liên tục bắt gặp rất là nhiều đoạn cua đẹp, nhiều điểm cua liên tiếp ôm lấy sườn núi đá, và phía bên dưới chúng ta đó là màu nước biển xanh ngọc bích, đẹp mê hồn. Nếu các bạn đi trên con đường này thì có thể các bạn cũng có cảm nhận như mình. Phải nói là con đường ven biển đèo Khương Hải rất là đẹp luôn, phải nói là siêu đẹp. Mình nghĩ nó xứng đáng là con đường, một trong những con đường ven biển đẹp nhất miền Trung. Đó là một điều rất là xứng đáng, và chúng ta thật sự phải công nhận điều này. Thời tiết khắc nghiệt của mảnh đất Ninh Thuận khiến cảnh sắc của con đường nhìn chung thì có phần cằn cỗi, khô hanh. Ngọn đèo Khương Hải luồn lách qua tầng tầng lớp lớp những phiến đá trọc, vắt mình trên những bụi cây khô, với một bên là vực biển xanh thăm thẳm. Sự hùng vĩ, sự hoang sơ và sự mới mẻ của con đèo này đã tạo nên một nét độc đáo riêng, thu hút sự tò mò và ham muốn khám phá của các du khách, đặc biệt là các biker, các bạn trẻ đam mê đi phượt hoặc là đam mê mạo hiểm.
thì dọc đường chúng ta còn thấy người ta làm các bãi đổ xe, các chỗ dừng nghỉ tạm thời để mọi người có thể nghỉ ngơi, ngắm cảnh. Bên tay trái của chúng ta đó là cảng Cà Ná. Phía bên tay phải của chúng ta đó là một cánh đồng muối. Ở đây thì là khu vực Cà Ná, cho nên cánh đồng muối này gọi là cánh đồng muối Cà Ná nhé các bạn. Và chúng ta thấy từng cái ủ muối phía đằng kia được người ta thu hoạch lên để phơi khô dưới cái nắng tầm cỡ khoảng trên 37-38 độ C. Tới đây thì chúng ta thấy đường, chiều rộng mặt đường thì nó đã rộng hơn. Và hai chiều ngược nhau của đường đều có hai làn xe. Theo như mình được biết thì ở Ninh Thuận có ba cánh đồng muối lớn. Đó là cánh đồng muối Phương Cựu và cánh đồng muối Đồng Vua. Hai cánh đồng này đều nằm ở huyện Ninh Hải. Và cánh đồng còn lại đó là cánh đồng muối Cà Ná mà chúng ta đang đi qua. Đây được xem là vựa muối lớn nhất cả nước với diện tích cánh đồng muối lên đến 1.000 hecta trải dọc bờ biển. Cánh đồng muối Cà Ná thì theo thông tin mình tìm hiểu thì nó đã có từ thời Pháp thuộc rồi và tỷ lệ muối nguyên chất đạt 95%. Với diện tích sản xuất hơn 1.000 hecta, muối Cà Ná được đánh giá là chất lượng nhất trong các vựa muối với hạt muối trắng tinh khiết, thanh thanh, đậm đà. Đây cũng là nguyên liệu chính làm nên nước mắm Cà Ná trứ danh nổi tiếng. Nhờ dãy núi Nam Trung Bộ bao quanh trắng gió, Cà Ná chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên thời tiết ở đây nắng, gió, khô hạn quanh năm, có lợi thế rất lớn để sản xuất muối. Bên cạnh đó thì vùng đất này còn có một hiện tượng tự nhiên rất là đặc biệt, đó là hiện tượng nước trồi. Có nghĩa là khi dòng nước lạnh đi sẽ chuyển từ phía vùng nước sâu lên vùng nông, thay thế cho vùng nước nóng hơn, tác động tạo tính chất khô hạn của vùng này. Hiện tượng này khiến cho thực vật phụ du xuất hiện ở bề mặt tiếp xúc ánh nắng, kích hoạt quá trình quang hợp tạo thức ăn đa dạng cho động vật biển. Đây là một trong những lý do chính khiến muối Cà Ná có độ trong tự nhiên, phục vụ cho ngành công nghiệp chế biến. Không chỉ thế thì cánh đồng muối Cà Ná còn là một điểm du lịch tuyệt đẹp, hấp dẫn khách du lịch với bãi cát trắng trải dài, là nơi lý tưởng để ngắm hoàng hôn bình minh. Du khách có cơ hội tham quan trải nghiệm cách làm muối của diêm dân tại địa phương, check-in những vựa muối tuyệt đẹp. Ngoài ra khi đến đây thì du khách cũng có thể ghé thăm các địa điểm gần đó như là Hải Đăng Mũi Dinh và Đồi Cát Sơn Hải. Trước mắt chúng ta đó là một cái dãy núi chắn ngang rất là đẹp và hướng dãy núi đó chính là địa phận của tỉnh Bình Thuận.
chúng ta chuẩn bị đi qua cầu có tên là cầu Cà Ná. Và qua cây cầu này thì chúng ta sẽ đến ngã ba mới. Đó là điểm đến cuối cùng trong hành trình trải nghiệm đường dọc biển Ninh Thuận, đoạn Mũi Dinh - Cà Ná. Vậy là hành trình trải nghiệm đường ven biển Ninh Thuận, đoạn Mũi Dinh đến Cà Ná của mình đến đây đã kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.